Xin chào tất cả các cổ động viên của thành phố Hồ Chí Minh, những người hâm mộ bóng đá trong Việt Nam và cổ động viên của Học viện bóng đá Nội Thành Phố. Em ở Nội Thành Phố từ 11 tuổi tới năm em 18 tuổi là em bắt đầu đi thi đấu ở các giải chuyên nghiệp trong bóng đá Việt Nam. Thành tích lớn nhất của em đối với Nội Thành Phố đó là vô địch giải U21 quốc gia Việt Nam. Chắc chắn là em rất nhớ các đồng đội, ban huấn luyện, tại vì đó là những người ở cùng với em như một gia đình từ năm 11 tuổi đến năm 18 tuổi. Mùa giải năm trước thì ở trong đội Thành phố Hồ Chí Minh em là cầu thủ trẻ nhất ở trong đội, nhưng mà được sự may mắn thì ban huấn luyện tin tưởng em và trao em cơ hội, nên là tổng cộng mùa giải năm ngoái em thi đấu được tổng cộng 11 trận. Tất nhiên là một cầu thủ trẻ khi mà ra sân thi đấu thì cần sự giúp đỡ của các anh lớn ở trong đội, như kiểu là sự nhắc nhở, chỉ bảo của các anh ở trên sân và truyền đạt những kinh nghiệm mà các anh từng trải qua vậy em. Ở đội Thành phố Hồ Chí Minh thì huấn luyện viên trưởng là thầy Vũ Tiến Thanh, và thầy là người đã tin tưởng em, trao cho em những cơ hội mà những cầu thủ trẻ như em rất là quý, như là được ra sân thi đấu mùa giải V-League năm ngoái. Trong 10 ngày vừa qua em tập luyện chung với đội Mirandia thì em cảm thấy hơi khó khăn về thể hình hoặc là thể chất của các cầu thủ ở Tây Ban Nha, họ nhìn hơn cầu thủ ở Việt Nam mình. Và cường độ thi đấu, họ thi đấu lối chơi rất là hiện đại và thi đấu với một cường độ rất là nhanh. Đấy là những khó khăn, còn vấn đề giao tiếp thì cũng sẽ có những cầu thủ nói được tiếng Anh, nên là em hoàn toàn không lo về vấn đề giao tiếp. Bueno, es un chico que tiene mucha calidad, que se nota que tiene talento, que entiende lo que es recibir en situaciones de ataque. Bastante calidad, tiene buen criterio a la hora de jugar. Necesita trabajar sobre todo físicamente para adaptarse al ritmo de competición de la élite. Técnicamente es un buen jugador, seguramente que si le metemos en un entrenamiento del primer equipo, él jugaría bien los rondos, las posesiones, pero a campo grande, pues esa velocidad del fútbol de élite todavía le costaría, aunque bueno, es muy joven, ¿eh? Con una capacidad de asociarse interesante. Bueno, pues es verlo ahí, una vez que te ves ahí, hay que competirlo bien. Những ngày đầu tiên em tới đây thì câu lạc bộ đã cho em gặp chuyên gia dinh dưỡng của câu lạc bộ và đưa ra cho em những thực đơn ăn uống hàng ngày để cho em cơ bắp hơn, cao to hơn và cải thiện thể chất. Em xin cảm ơn Học viện bóng đá Nội Thành Phố, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Cadiz và nhà tài trợ Mason Sport đã luôn ủng hộ, theo dõi và